lên chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Ô số 6. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Thank you.
sẽ mở nốt đáp án còn lại. Và ô số 8. Như vậy sau vòng thứ 2 tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, cũng đi vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Không. Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Anh được chữa trực tiếp và được nói trực tiếp với khách bên ngoài. Mỗi ngày thì B2 sẽ đưa ra. Chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình cả vòng thi đặc biệt. Vòng thi đặc biệt có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Thank you.
án đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.